Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay để giới thiệu cho tất cả các bạn để biết được rằng là cái độ thần thánh của EAD như thế nào. Với tất cả các câu hỏi các bạn hay hỏi bên mình là tốc độ truy xuất dữ liệu của EAD sẽ giúp tốc độ máy tăng khởi động lên như thế nào, truy xuất dữ liệu như thế nào. Thì hôm nay bên mình đã làm một clip ngắn để giới thiệu cho các bạn về hiệu năng của cái ổ EAD này nhé. Thì trên tay mình đây đang là hai chiếc T440S dòng ThinkPad của bên mình đang bán ra với hai cấu hình khác nhau. Chiếc bên phải của bên mình đây là đang lắp cấu hình là i5 RAM 4GB ổ EAD 120GB mới. Bên chiếc bên trái đây bên mình đang để là cấu hình i5 RAM 4GB và ổ cứng HDD 500. Thì đầu tiên nhá, bên mình sẽ làm một cái bước bên là xem khởi động, thì để xem cái máy nào sẽ khởi động lên pin nhanh hơn nhá. Nào, bắt đầu nào. Rồi, bên mình đã bấm đồng thời hai máy lên cùng lúc. Không mà thấy không? Thì chiếc bên phải của bên mình đây đã bắt đầu lên pin và khởi động rất là nhanh, nó chỉ khoảng tầm 10 giây đúng không? 10 giây thì tất cả máy đã hoàn toàn khởi động xong bình thường tất cả các ứng dụng. Đây, mình cho các bạn xem qua cái cấu hình chiếc này bên này trước nhá. Đây là chiếc đã lắp của EAD sẵn rồi. Cấu hình của nó của chiếc T440S này đang là cấu hình i5 RAM 4GB và ổ cứng là EAD 120GB. Đây, các bạn có thể xem đây là dung lượng ổ cứng của nó nhá. Đây là EAD 120GB, mình đã chia ổ ra rồi. Đây, chiếc tiếp theo bên này đây là chiếc T440M này, bên mình lắp ổ HDD, cấu hình cũng tương đương. Đây, bên mình bật cấu hình cho các bạn check qua nhé. Cấu hình cũng là i5 này, RAM 4GB. Được, bạn thấy không? Ổ cứng của nó thì bên mình đang để đây là ổ 500GB, thì các bạn thấy dung lượng của nó đây là ổ 500GB. Các bạn thấy rất là rõ nhá. Đây là hai máy bên mình đang để. Các bạn thấy rất là rõ ràng. Bây giờ nhá, bên mình sẽ làm cái bước test thứ hai là bên mình sẽ test về tốc độ đọc ghi của hai cái ổ này bằng phần mềm Ken, bằng phần mềm mà bên mình đang cài sẵn trên hai máy đây, Kerodix. Mình cất được cùng bật hai phần mềm đây. Để các bạn nhìn trực tiếp nhá. Mình sẽ bây giờ test tốc độ đọc ghi của cái này trên cùng hiệu năng. Mình bắt đầu nhá. Đây là ổ EAD. Đây là ổ HDD này, 500GB. Rồi các bạn đợi một chút nhá. Các bạn cố đợi một chút để nó rõ ràng hơn. Để các bạn có thể cảm thấy sự thần thánh của những cái ổ này là tốc độ đọc ghi của nó. Cái ổ EAD bên mình dòng thứ nhất tốc độ đọc của nó đang 500 MB trên giây nhé bạn nhá. Còn ổ thường kia thì chỉ đạt khoảng tầm 120 MB trên giây thôi. Thấy không? 120 MB trên giây. Tức là nếu như các bạn lắp ổ EAD nó sẽ nhanh gấp 3 đến gần 3 đến 4 lần so với ổ thường. Đó. Đấy là tốc độ đọc nhá. Các bạn đợi một chút, cái phần mềm này nó sẽ test ra được mất khoảng tầm từ 1 phút. Vì hiện tại bên mình đang có bán những cái dòng ổ HDD và ổ EAD, thì một chút nữa bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái ổ bên mình đang cung cấp ra và giá tiền cho các bạn có thể nâng cấp rất là dễ dàng nhé. Thì tầm sau khi test về hiệu năng của ổ này xong, mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái ổ bên mình đang bán ra. Các bạn thấy không, về dung lượng đọc độ ghi thì EAD đang rơi hơn rất là nhiều. Chờ một chút nữa thôi để test toàn bộ cho nào. EAD cũng nhanh hơn rồi. Bên này trước, bên này pin đang bị thấp một chút, mình cho tăng sáng màn hình lên nhá, đang chịu tiết kiệm điện. Sắp xong rồi, các bạn cố gắng kiên nhẫn một chút nhá. Cuối cùng sau những cái video này thì mình sẽ nói bây giờ, trước khi cái phần này kết thúc thì mình cũng nói qua về chế độ của bên mình nhá. Thì các bạn có thể nâng cấp những cái ổ EAD từ cấu hình của các bạn cơ bản. Những chiếc máy bên mình đang bán ra có những cấu hình là i5 RAM 4GB ổ cứng 250, thì các bạn có thể nâng cấp lên cấu hình là i5 RAM 4GB ổ EAD 120GB với cái giá ưu đãi. Tại tất hai cái cơ sở bên mình là cơ sở thứ nhất là 233 Xã Đàn, cơ sở thứ hai
bên mình là 186 phố Lê Thanh Nghị, cũng đang Hà Nội, đều mang tên là cơ sở bên mình là Nước Việt nhé. Thì giá nâng cấp như thế, từ ổ 250GB lên ổ SSD 120GB thì các bạn chỉ thêm 600.000 đồng thôi. Và còn nếu như các bạn nâng cấp từ ổ HDD 500GB lên ổ SSD 120GB thì bạn chỉ mất thêm 400.000 đồng thôi. Thì đây tất cả hai bên cơ sở của bên mình đều đồng giá như nhau nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể không mua máy của bên mình cũng được, thì các bạn có thể mua cái ổ của bên mình đang bán ra bảo hành 36 tháng hiện tại thì đang có giá là 1 triệu 200 nghìn. Các bạn có thể trực tiếp đây. Và bây giờ nhá, thì mình nói qua về tốc độ đọc rồi, bây giờ tốc độ ghi này, bên ổ SD đang là 137 m, còn ghi của bên ghi chỉ 100 thôi, 5 m là 130. Xong 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 rồi, các bạn đợi chút, sau khi phần phần này kết thúc thì bên mình sẽ tắt hai cái máy này cùng một lúc để xem cái máy nào sẽ có tốc độ nhanh hơn. Bạn thấy không, tốc độ của đầu ghi ghi của ED rồi rất là cao, thấy không, rất là nhanh. Bây giờ hoạt động xong trước một chút nữa thì mình giới thiệu luôn cho các bạn, chỉ không chỉ là một giờ ED có một loại mà sẽ có là rất nhiều loại, giống như kiểu là ổ ED 2.5 và ổ ED mSATA có những dung lượng khác nhau, từ 120GB này, 240GB và 200 và 512GB, thì các bạn có thể tùy có chọn một cái các bạn nâng cấp. Nhưng mình theo mình nghĩ thì với mức độ tiền thì ổ SSD thì bao giờ cũng sẽ cao hơn so với ổ HD thường, nên mình nghĩ các bạn nên, nếu như muốn nâng cấp thì các bạn nên lắp sóc xong hai ổ thì sẽ rất là chi phí của các bạn đã giảm đi, và dung lượng của ổ cứng các bạn có thể là lắp thêm ổ HD chạy song song. Bên mình đều hỗ trợ cho các bạn lắp nhé, có thêm cả các thiết bị như là Caddy để các bạn lắp tiếp song song bỏ ổ CD đi trên cùng chiếc máy của bạn. Còn những bạn nào mà không có ổ CD ấy, thì các bạn có thể lắp chân, có những cái thiết bị giống như chân mSATA này, hoặc là các bạn là có thể mua thêm một cái bọc cắm rời, như thế là các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Thì các bạn qua hai cơ sở bên mình để bên mình tư vấn cho nhé. Vâng, ở đây xong rồi. Các bạn ok thấy chưa? Đây là khi test hiệu năng thì các bạn có thể thấy rằng là ổ ED đang có một cái gì đó là vượt trội hơn hẳn so với ba có bốn lần so với ok, và tốc độ của nó rất là đều, thấy không, rất là đều nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó là cùng tắt máy hai chiếc máy lên cùng một lúc nhá. Các bạn thấy không, đây từ để cho công bằng nhá, các bạn đợi một chút. Máy đang update driver cơ. Nào, thì mình cùng tắt cùng lúc nào. Enter. Rồi, các bạn thấy ạ. Chiếc LED đã tắt xong hoàn toàn. Đây các bạn có thể thấy tốc độ của rất là nhanh. Bây giờ đấy là phần cuối cùng nhá. Thì mình đang giới thiệu cho các bạn đấy trên tay mình đây. Thứ nhất, đây là ổ LED 120 mới mà bên mình đang bán ra và bảo hành cho các bạn 36 tháng nhá. Đều được bảo hành tại chính cửa hàng mình sẽ được đổi trả trong vòng 36 tháng. Kể cả các bạn còn một ngày nữa bên mình vẫn sẽ đổi bảo hành cho các bạn trong vòng 5 36 tháng luôn. Thì các bạn mua máy bên mình là bảo hành máy là 1 năm về máy, thì sau 1 năm bảo hành về máy thì các bạn vẫn tiếp tục bảo hành cái ổ này được thêm 2 năm nữa từ thời gian các bạn mua máy nhé. Và còn bên mình có cả những dòng ổ zin đây các bạn thấy không, đây là dòng Samsung 128GB các bạn thấy không, bên mình đều cam kết là bán là ổ zin chính hãng nhé, tốc độ SATA của nó là 6.0 cao nhất nhé. Đây các bạn có thể thấy giá cả thì có thể rẻ hơn một chút, và bên mình cũng đều bảo hành 1 năm theo máy đây, các bạn thấy không. Còn trên trên mình đây là ổ EDM SATA, như các bạn đã cũng rất nhiều nhiều bạn cũng đã thường hỏi là bên máy của bạn có lắp được không, thì mình cũng có thể nói luôn cho các bạn, đây là chiếc thẻ nhớ giống như kiểu một thẻ nhớ các bạn cắm thôi. Đây là mSATA, có dung lượng của nó đang 128GB, thì giá nó chỉ chênh hơn so với những con ổ 2.5 như này khoảng tầm 200.000 thôi nhá, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn tốc độ cũng giống hệ ổ ED về đều là chip nhớ. Thì các bạn có thể mà ghé qua hai cơ sở bên mình đọc lại nhá, tại cơ sở 233 xã Đàn, thuộc phố Đống Đa Hà Nội, và cơ sở thứ hai là 186 Lê Thanh Nghị. Thì tại đây thì bên mình đều có tư vấn và hỗ trợ cho tất cả các bạn đến trực tiếp tại các cửa hàng và các showroom bên mình về cái những giá rất là ưu đãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé, hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Laptop Đức Việt, chào các bạn.